Thưa bà con, thanh long là cây trồng được xem là rất phù hợp trên nhiều vùng đất. Tuy nhiên chúng lại không chịu được mưa. Mưa dễ làm cành úng, dễ bị sâu bệnh tấn công. Cây không những phát triển kém mà năng suất còn giảm đi. Nhưng với vườn thanh long này thì tỷ lệ bệnh rất là ít. Cây khỏe và ra hoa nhiều. Tất cả là nhờ vào sự chăm sóc rất kỹ lưỡng của nhà vườn. Họ đã chăm sóc chúng như thế nào? Mời bà con theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây. Tỉnh miền Nam đã bắt đầu vào mùa mưa. Thời điểm này sâu bệnh xuất hiện nhiều nhất trong năm, trong đó nguy hiểm và khó phòng trị nhất là bệnh đốm nâu. Các bầu tử nấm lan theo gió, nước mưa, dụng cụ làm vườn, hầu hết vườn thanh long nào cũng bị bệnh này. Ở vườn ông Dương Văn Châu, bệnh đốm nâu được kiểm soát khá tốt, số cây bị bệnh khoảng 20% do ông phát hiện và xử lý ngay ban đầu. Kiểu một cái đốm trắng nữa, ví dụ cái dây vậy nó mục nè, cái dây hôm nay đốm trắng á là cái bị bệnh nó này, huyết nó lây lan hết trụ, cái ví dụ trụ này nó sang trụ khác luôn, đó mình phải cắt cho sát vô cái cuống nó để không nó còn luống khúc nó không bị lây. Như đầu mùa mưa này mình phải chăm sóc kỹ để nó có dây để qua cái mùa nắng á, có dây nhiều nó mình xông đèn mới đạt, mới có hiệu quả, mới có tán nhiều. Còn mình không sắp thì cái dây bệnh nó nhiều quá, cứ mình cắt bỏ nó, thì ra dây ít, tới vụ sông đèn là nó ít dây. Khi cây ra hoa gặp thời tiết mưa hay bị héo và nhũng đi rất nhanh. Thường bà con mới trồng cây thanh long khi thấy hiện tượng này đều lo lắng và bắt tay vào lặt ngay, thậm chí là khi chúng mới bắt đầu ra. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, ông Châu cho rằng việc lặt bỏ hoa nên thực hiện đúng sau 3 ngày hoa nở. Mốc thời gian này là tốt nhất cho quá trình hình thành trái. Lặt vậy nó còn cứng, còn dai, mình lặt nó gãy mấy cái thai đầu này hết. 3 ngày là nó có cái chớn vàng vàng đó, mình lặt nó gãy ngang cái đó. Cũng như mấy trái mà nó bị đèo, nó cái tay nó nhặt quá, nữa nó không có lớn trái, mình phải lặt bỏ để dây đó nó ra bông khác, ra nụ khác. Cái khác thì người ta đóng thưa, đóng khác cái trái đó nè, đóng cái tay nó vàng vàng ra nè. Sau khi lặt bỏ đi, 3 ngày sau nhà vườn tiến hành phun thuốc dưỡng trái giúp cây có đủ dưỡng chất để phát triển. Nếu bỏ qua công đoạn này, đến khi thu hoạch trái sẽ không đủ số ký để bán. Để giúp vườn không bị bệnh, trái không bị ảnh hưởng, bà con nên phun thuốc ngừa cho cây, cứ 7 đến 10 ngày phun một lần. Sử dụng biện pháp phun kết hợp thuốc phun dưỡng trái với phun ngừa bệnh. Trong cái chai đó để mình xịt một chai đông phi thì mình cũng xịt bị ngừa, mình xịt cũng ít vậy thôi, chứ không có xịt nhiều. Khi nào mà thấy bệnh nhiều á, mình mới xịt cũng như 2 lít rưỡi vô phi. Còn này ngừa cứ lít là vô 200 lít nước. Mỗi lần mà xịt thuốc trái á, mình phải xịt cái thuốc bệnh vô để không nó cái trái nó bị bệnh, cái nó không lớn. Trong vườn bên cạnh những cây đang ra hoa vẫn có cây đã mang trái. Bà con đang tiến hành vuốt tay giúp trái có màu mã đẹp khi xuất bán. Tuy nhiên, đây đang là mùa mưa, công đoạn vuốt tay cũng cần phải tỉ mỉ và thận trọng. Mình phải lưu ý coi nó có bị bệnh không. Có bệnh là cái tay nó bị đúm bong bong á. Mình phải quan sát cái đó. Mưa nó hay bị bệnh. Bị mưa mình vuốt nhiều quá, mưa cũng như vuốt mưa chiều mưa, cái nó bị thuốc vô trái, lem. Vườn thanh long này đầu mùa mưa, chủ vườn đã bón phân chủ hoài mục. Một tháng nữa, chúng sẽ được cung cấp thêm phân NPK, đảm bảo bà con có được trái chất lượng, năng suất tốt, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết.